đá phạt góc được thiện bởi Lương Xuân Trường. Bóng vẫn đang luẩn quẩn trong khu vực 16m50. Trọng Sáng sẽ lại là một quả tạt nữa, khá nguy hiểm. Bóng tới vị trí của Văn Toàn, tiếng còi đã cất lên. Bàn thắng không được công nhận. Trước đó thì trọng tài Hoàng Thanh Bình đã thổi phạt đối với cầu thủ của Hoàng Gia Lai. Mặc dù là một trận đấu diễn ra vào ngày giữa tuần, nhưng có thể thấy là sức nóng mỗi khi Hoàng Gia Lai đối đầu với câu lạc bộ Hà Nội vẫn thu hút được đông khán giả tới sân Pleiku ngày hôm nay. Đây là Moses. Đỗ Hồng Dũng có thể dứt điểm, rất nguy hiểm. Chúng ta sẽ cùng xem lại cú sút của Đỗ Hồng Dũng. Đây sẽ là một ngày vất vả với Lê Văn Trường, người bắt thay cho Bửu Ngọc. Quả đá phạt góc của Quang Hải. Đánh đầu và bàn thắng dành cho câu lạc bộ Hà Nội. Tỷ số là 1-0. Bùi Hoàng Việt Anh là người đã lên tiếng mang về lợi thế cho các cầu thủ của huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm. Xét về khát khao và động lực cho giai đoạn này, hãy cùng xem lại tình huống mà pha đánh đầu của Bùi Hoàng Việt Anh đã chạm vào Trọng Sáng, có lẽ là như vậy, trước khi đi vào lưới. Văn Quyết chơi như thế này thì thực sự khó cho Hoàng Gia Lai. Căng ngang, đã có lỗi việt vị. Áp lực về phía khung thành của thủ môn Lê Văn Trường là tương đối lớn. Rimario cánh phải đang là Đỗ Hùng Dũng. Đánh đầu, quá đáng tiếc cho tình huống dứt điểm vừa rồi của Quang Hải. Hà Nội đưa bóng lên phía trước cực nhanh khi mà họ giành lại được quyền kiểm soát ở khu giữa sân. Chỉ từ một tình huống để mất bóng của Văn Thanh, ngay lập tức thì Hùng Dũng và các đồng đội đã tạo ra một cơ hội để có thể nâng tỷ số lên 2-0. Với bàn thua phải đón nhận ở trong trận đấu mà chúng ta đang theo dõi thì Hoàng Gia Lai đang là đội bóng để lọt lưới nhiều nhất ở top 8. Cú sút không vào. Đó là tình huống dứt điểm của Trevor Watts. Vừa rồi là một pha bóng mà Trevor Watts đã cài đè tốt và sau đó tung ra cú dứt điểm ở cự ly chừng 18m. Người đưa bóng vào đó là Dũng Quang Nho. Và pha bóng hụt vẫn đang là cao thủ áo trắng Hồng Duy. Hồng Duy quyết định dứt điểm ngay. Đã xuất hiện một vài pha bóng lập bập ở hàng phòng ngự của đội khách. Hoàng Gia Lai đã có hai cơ hội liên tiếp. Đây là cú pha bóng hụt của Văn Kiên. Một chút nữa thôi là đã biếu không cơ hội cho Văn Thanh. Quang Hải, vẫn là Quang Hải, xử lý kỹ thuật cá nhân, cố gắng đưa trái bóng về chân trái Sở Trường. Nhưng đó là một loạt những động tác liên hoàn mà Quang Hải thể hiện được kỹ thuật cá nhân tốt nhất của mình. Cảm giác bóng của Quang Hải vào lúc này là thực sự tốt. Chúng ta hãy cùng xem lại pha phối hợp cùng Rimario. Thời gian đá bù giờ dành cho hiệp đấu này sẽ là 1 phút. Lương Xuân Trường, Dũng Quang Nho. Vẫn là Dũng Quang Nho. Quang ơi, Dũng Quang Nho đang trong khu vực 16m50. Đó là một pha phối hợp đập nhả ở bên phía hành lang cánh phải. Chúng ta sẽ chờ đợi quyết định của trọng tài Hoàng Thanh Bình. Có lẽ là không có quả đá phạt 11m dành cho đội chủ nhà. Không có penalty. Người đã theo sát đối với Dũng Quang Nho đó là Văn Quyết. Và thẻ phạt thì đã được rút ra. Chevoas. Bây giờ thì người bị thổi phạt là Lê Văn Xuân.
chơi bóng là Lương Xuân Trường và Nguyễn Phong Hồng Duy. Cú chơi bóng của Hồng Duy. Cú đá thẳng của cầu thủ mang số 6, người đã từng tạo ra cú đúp vào lưới của câu lạc bộ Thanh Hóa ở mùa giải năm ngoái, đều bằng những tình huống đá phạt trực tiếp đẹp mắt của mình. Romario phối hợp cùng Trương Văn Thái Quý. Thái Quý tạo cơ hội chống đối Romario. 2-0. Chúng tôi đã nói tới việc Hoàng Anh Gia Lai phải dè chừng khi họ mò đang tấn công ảo ạt, tạo ra sức ép về khung thành đối phương. Nhưng hãy coi chừng khi mà đội phản kháng. Một tình huống phối hợp đơn giản giữa Trương Văn Thái Quý và Romario. Thái Quý cũng đã có được một tư thế dứt điểm tốt, nhưng anh cũng đã chơi đồng đội và tạo cơ hội để Romario ghi bàn. Rất đơn giản. Hàng phòng ngự của Hoàng Gia Lai đã bị xé toang ở tình huống này. Lần này thì các hậu vệ của đội chủ nhà không thể ngăn chặn với Romario nữa. Tỷ số là 2-0. Văn Toàn, tốc độ, Văn Toàn. Góc dứt điểm đã hẹp mất rồi. Vô lê, không vào. Vẫn là một tình huống lộn xộn. Đây là Nguyễn Phong Hồng Duy, nhưng không thể dứt điểm. Tưởng như cơ hội đã kết thúc với Văn Toàn, nhưng anh vẫn nỗ lực để có một quả tạt vào phía trong. Và Chevoas đã dứt điểm đập đất chạm sang ngang khung thành của Bùi Tấn Trường. Chúng ta sẽ cùng xem lại nỗ lực của Văn Toàn. Cố gắng tạt bóng về phía của Chevoas và cú đá đập đất chạm sang ngang. May mắn không đứng về phía Hoàng Anh Gia Lai ở tiếng vừa rồi. Cú sút vừa rồi là của anh Đức. Và sẽ có một quả đá phạt. Tất cả các cổ động viên của Hoàng Gia Lai đều đang chờ đợi vào cầu thủ số 6. Dứt điểm, không vào. Sẽ có phạt góc. Quả đá phạt tốt của Lương Xuân Trường. Chúng ta sẽ cùng xem lại quả đá phạt của Lương Xuân Trường. Không có ai theo kèm Hùng Dũng cả. Đệm bóng và đó là bàn thắng nâng tỷ số lên 3-0. Đúng là một loạt các vị trí của anh Gia Lai đã xuống sức. Chúng ta sẽ cùng xem lại đường truyền của Đỗ Hùng Dũng. Lê Văn Trường đã làm tất cả, nhưng cuối cùng thì Bùi Hoàng Việt Anh vẫn có thể hoàn tất được cú đúp của mình trong trận đấu này. Cơ hội dành cho Oma. 4-0 rồi. Hoàng Gia Lai đã vỡ trận. 4-0. Ở phút đá bù giờ, Oma đã ghi bàn thắng thứ tư vào lưới của Hoàng Gia Lai. Hai vòng đấu liên tiếp, Hoàng Gia Lai phải đón nhận 8 bàn thua, 4 bàn trong mỗi trận. 4-0. Cuộc đua vô địch ở top 8 đã bắt đầu có dấu hiệu tách top với 4 đội bóng dẫn đầu đang rất mạnh mẽ. Viettel Sài Gòn, Than Quảng Ninh và Hà Nội. Còn Hoàng Gia Lai với 2 trận thua liên tiếp đã hụt hơi rõ rệt, cũng giống như là Thành phố Hồ Chí Minh vậy. Và tiếng còi kết thúc trận đấu của trọng tài Hoàng Thanh Bình đã cất lên. Thắng lợi thứ 2 liên tiếp của câu lạc bộ Hà Nội trong giai đoạn 2 và cũng là thất bại thứ 2 liên tiếp của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai cùng với 4 bàn thua trong mỗi trận ở giai đoạn này. Câu lạc bộ Hà Nội đã nắm bắt được cơ hội khi Sài Gòn sẩy chân ở vòng đấu này để rút ngắn cách biệt với đội đầu bảng. Hiện tại là câu lạc bộ Viettel xuống còn 2 điểm. 4 vị trí dẫn đầu sẽ là 4 vị trí cạnh tranh gắt gao trong cuộc chạy đua tới ngôi vị vô địch với những kết quả tạm thời có được tính cho tới thời điểm hiện tại.